Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trong 140 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài như sau: tim của chim bồ câu có gì khác so với tim của thằn lằn? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 39 cấu tạo trong của thằn lằn trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 127 phần 2 lớn cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn và bài 43 cấu tạo trong của chim bồ câu trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 140 phần 1 lớn các cơ quan dinh dưỡng, đặc biệt là hệ tuần hoàn. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên, thì thằn lằn có tim 3 ngăn, gồm 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất. Tâm thất có vách ngăn hụt, từ đó máu đi nuôi cơ thể là máu pha trộn. Còn chim bồ câu thì tim có 4 ngăn, gồm 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất. Từ đó máu cơ thể là máu không pha trộn. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trong 140 trong sách giáo khoa sinh học 7.